Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chiến dịch 5 ngày luyện viết kỷ luật xã hội qua audio. Và chị là Lan Anh, chị sẽ cùng các bạn đi khám phá một đề văn ngắn với tựa đề "Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng dừng lại". Nào, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Bài làm: Như ngọn đèn dẫn lối, tôi đã được đón nhận một bài học thông điệp có ý nghĩa qua trích dẫn. Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng dừng lại. Đi chậm muốn nói tới khoảnh khắc chúng ta đối mặt với những thách thức nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Trái ngược với nó thì dừng lại là bỏ cuộc. Đối với tôi, câu nói đó giống như một lọ thần dược tinh thần đẩy tôi về phía trước, không ngừng nỗ lực dạy cho tôi bài học về sự kiên trì để đi đến thành công. Trong cuộc sống, khó khăn thử thách là điều chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Trước những khoảnh khắc ấy, bạn hãy giữ cho mình lòng kiên trì và quyết tâm. Bởi kiên trì và lòng quyết tâm ấy chính là ngọn lửa soi đường cho chúng ta. Qua mỗi lần như vậy, chúng ta nhìn thấy bản thân mình, hiểu hơn khả năng tiềm tàng của mình, có động lực mạnh mẽ hơn để tiến về phía trước. Tôi đã từng nghe nhiều những câu chuyện về lòng kiên trì của những người nổi tiếng, và để lại nhiều ấn tượng nhất đối với tôi là Michael Jordan, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới. Khi còn là một đứa trẻ, ông đã yêu thích bóng rổ, nhưng không một huấn luyện viên nào muốn nhận ông vì ông quá thấp. Ông đã bị từ chối bởi chính đội bóng trường trung học của mình. Không biết nản lòng, Jordan vẫn tiếp tục tiến về phía trước và định nghĩa thành công thông qua tất cả những thất bại mà mình đã trải qua. Câu chuyện ấy và bài học từ trích dẫn cho tôi thêm động lực để tiến về phía trước. Đó là kim chỉ nam để trong suốt 12 năm học, tôi đều có cho mình những thành tích học thật tốt, những giải thưởng lớn. Tôi đã lớn lên với lòng kiên trì và lòng quyết tâm nhiều như vậy, bởi tôi biết rằng, chỉ cần mình đi, phía trước nhất định sẽ là đường. Cuộc sống này vốn dĩ luôn công bằng với những người kiên trì và nỗ lực. Tôi luôn tin vào điều đó, giống như việc tin vào nỗ lực trong suốt 12 năm qua của mình và sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng tin, bạn cũng đang có niềm tin giống tôi đúng không? Hãy luôn khắc ghi bài học này nhé. Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng dừng lại. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn nghị luật xã hội ngắn. Hy vọng qua bài văn này, các bạn sẽ học thêm cho mình được nhiều thông điệp, nhiều cách viết hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi phát audio lần sau nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chiến dịch 5 ngày luyện viết nghị luận xã hội qua audio. Và chị là Lan Anh. Ngày hôm nay chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn ngắn với tựa đề "Hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về câu nói "Sự giận dữ có tác động như thế nào tới cuộc sống con người". Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Bài làm: Cuộc sống bộn bề với những áp lực dồn nén rất dễ làm cho con người nổi giận, và sự giận dữ ấy đã và đang tác động trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Giận dữ là một trạng thái tâm lý tiêu cực ở mức độ cao, xuất hiện như một phản ứng tự nhiên khi con người gặp điều bất như ý, bị xúc phạm, lừa dối, thậm chí cả khi gặp thất bại. Sự giận dữ trong bạn sẽ gây tổn thương về mặt tinh thần, thể chất đối với những người xung quanh. Bởi khi giận dữ, chúng ta sẽ không kiểm soát được cảm xúc, thậm chí cả hành động của chính mình. Những lúc đấy, ta chỉ cốt thỏa mãn những cảm xúc tiêu cực điên rồ mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Không chỉ đối với người khác, ngay cả với bản thân mình cũng sẽ có cảm thấy ức chế, khó chịu. Khi sự nóng giận ấy không kiểm soát được, và nhất là nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ làm cho các mối quan hệ xung quanh ta bị rạn nứt. Bởi trong chính ta và họ đã bị ngăn cách bởi những vách ngăn vô hình do sự giận dữ trước đó gây ra. Nhắc đến sự giận dữ, dường như ta không chỉ nghĩ tới những tác động tiêu cực. Song, ở một chiều kích khác, ta lại nhận ra rằng, khi chúng ta cảm thấy tức giận với những điều xấu xa, bạc ác trong cuộc sống, thì đó cũng là lúc mà cái ác, cái xấu bị loại trừ khỏi xã hội, giúp cho xã hội bình yên và trong sạch hơn. Gần đây, thời sự đưa rất nhiều tin về trẻ em bị chính cha mẹ ruột của mình đánh đập.
Phải chăng những đứa trẻ ấy hư? Hay do cuộc sống mưu sinh của những người làm cha, làm mẹ đã quá áp lực? Và đánh, mắng con như thế để giải tỏa cảm xúc như thế, chút hết gánh nặng mà không mang đến cảm xúc của trẻ. Và chắc chắn những tổn thương ngày ấu thơ ấy sẽ mang theo chúng như một vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại, và chỉ nhờ những ngày trái gió lại khiến chúng tựa quậy sống dậy. Chính vì thế, hãy tránh xa sự giận dữ có thể làm đau người khác, song cũng cần biết đến giận dữ như một người chính trực. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn liên quan đến câu nói, đó là sự giận dữ tác động như thế nào tới con người. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể rút ra cho mình thêm nhiều thông điệp hơn, nhiều bài học hơn và có thêm cho mình nhiều cách viết sáng tạo hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát audio lần sau nhé.